Thương hiệu mỹ phẩm Huyền Phi chuyên nổi tiếng về những sản phẩm làm đẹp, mới đây nhất, nhà Huyền Phi đã cho ra mắt với người tiêu dùng dòng sản phẩm serum trị hôi nách Innot. Vậy dòng sản phẩm này có gì khác biệt so với các sản phẩm trị hôi nách được bán trên thị trường hiện nay? Liệu sản phẩm này có tốt và hiệu quả như lời đồn? Hãy cùng shop mình tìm hiểu kỹ hơn về dòng sản phẩm này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Đối với các chị em phụ nữ, chất lượng sản phẩm là điều mà họ luôn quan tâm hàng đầu, bởi vì nó có tác động trực tiếp đến vẻ đẹp bên ngoài cũng như sự tự tin của cơ thể. Vậy serum trị hôi Nakinot có tốt không? Mặc dù sản phẩm mới ra mắt không lâu, nhưng đã nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận một cách nồng nhiệt. Sở dĩ serum trị hôi nách Inot có thể tạo ra một hiệu ứng tốt như vậy, phần lớn là nhờ vào những công dụng mang tính giá trị cao của sản phẩm mang lại. Sản phẩm được thiết kế theo dạng serum vì vậy, mà khả năng thẩm thấu vào da sẽ nhanh gấp nhiều lần so với các dòng trị thâm khác. Đối với những cô nàng quá bận rộn với công việc, không thích sự chờ đợi thì sản phẩm serum trị hôi nách Inot là sự lựa chọn thích hợp nhất. Serum với khả năng thấm vào da thần tốc sẽ giúp các cô nàng tiết kiệm thời gian để chuẩn bị cho những thao tác làm đẹp khác nhé. Serum trị hôi nách Innot hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán serum trị hôi nách Innot hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.